Ngay tại sự kiện đua thuyền tại kênh Tàu Hũ Bến Nghé, phóng viên FVNC đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Lương Minh Phúc, trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang quản lý dự án hạ tầng dọc đại lộ Võ Văn Kiệt và dự án môi trường kênh Tàu Hũ Bến Nghé, về việc liệu các giai đoạn sau của dự án này sẽ được tiếp tục mở rộng và hoàn thành sớm hơn hay không. Thưa ông, thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của dự án kênh Tàu Hũ Bến Nghé? Là những người trực tiếp thực hiện cái dự án thì chúng tôi rất là vui. Vui là khi thấy cái sản phẩm của mình đã đưa vào phục vụ người dân thành phố và chúng ta bước đầu đã khôi phục được cái hồn của thành phố là một cái đô thị trên bến dưới thuyền. Ta đã dần dần có được cái mặt nước trong xanh để cho bà con mình hưởng thụ và tăng cường cái chất lượng sống. Thưa ông, hiện giai đoạn 1 của dự án đã được hoàn tất, tuy nhiên thì giai đoạn này thì nhà máy xử lý nước thải chưa hoạt động, chưa thể xử lý hết toàn bộ khu vực. Những giai đoạn tiếp theo mình đang triển khai như thế nào để có thể xử lý hoàn toàn triệt để cái nguồn nước xả thải ra sông ạ? Để tiến tới một cái dòng kênh trong sạch tuyệt đối thì chúng ta phải tiếp tục thu gom cái nước thải từ phía quận 4, quận 8. Và cái chiều dài dòng kênh này sẽ tiếp tục được cải tạo xuống đến các bạn biết là chúng ta sẽ qua cái địa bàn quận 6, quận Bình Chánh và xuống bến Phú Định. Thế thì đó là cái phạm vi của cái dự án cải thiện môi trường trước giai đoạn 2 mà chúng tôi đang chuẩn bị triển khai, và cụ thể thì cuối năm nay sẽ phấn đấu khởi công cái dự án giai đoạn 2 với cái gói thầu đầu tiên là mở rộng nâng công suất cái nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng từ 149.000 mét khối ngày đêm lên 469.000 mét khối ngày đêm. Bên cạnh đó hiện nay chúng tôi cũng chuẩn bị với sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố là tiếp tục cho cái dự án cải thiện môi trường giai đoạn 3, nghĩa là chúng ta mở rộng cái phạm vi phục vụ của dự án sang cái kênh đôi kênh tẻ là cái tuyến kênh ở phía bên kia của quận 4, quận 8 chúng ta. Thì hiện nay cái tuyến kênh đó hoàn toàn là chưa được xử lý và chúng ta có khoảng hơn 3.000 cái ngôi nhà trên bờ kênh giống như cái kênh Tàu Bến Nghé trước đây. Thế thì cái dự án môi trường nước giai đoạn 3 sẽ cải tạo toàn bộ khu vực đấy, chỉnh trang môi trường, thu gom nước thải và nạo vét toàn bộ tuyến kênh đôi kênh tẻ. Và như vậy thì với cái mục tiêu là từ đây đến năm 2020 chúng ta có thể có một cái hệ thống kênh Tàu Hũ Bến Nghé đôi tẻ hoàn toàn trong sạch, cảnh quan môi trường được chỉnh trang và toàn bộ nước thải được xử lý. Thì đó là cái mục tiêu lớn nhất cũng như mục tiêu cuối cùng của cái dự án chúng ta. Thưa ông, sau khi mình thực hiện giai đoạn 1 của dự án thì ban quản lý đã rút kinh nghiệm được gì cho những cái dự án cải tạo những cái giai đoạn sau? Bởi vì thông thường các dự án liên quan với môi trường tại thành phố trong cái giai đoạn 1 thường mất khá nhiều thời gian để thi công. Có những cái bài học mà đúng là chúng ta qua cái thực tiễn chúng ta rút được rất là quý giá để có thể là đảm bảo cái chất lượng công trình và đẩy nhanh cái tiến độ triển khai thi công các dự án. Bài học thứ nhất là cái bài học về công tác đền bù giải tỏa cải tạo cái chuẩn bị cái mặt bằng cho thi công. Thì qua cái dự án môi trường nước 1 chúng thấy rằng cái vai trò của các quận huyện, vai trò của công tác truyền thông hướng dẫn để thuyết phục người dân và đặc biệt là cái chính sách đền bù giải tỏa nó rất là quan trọng. Thì tôi tin tưởng rằng với những bài học chúng ta rút ra được từ cái môi trường nước giai đoạn 1 với cái lực lượng đã được trưởng thành và tiếp tục nâng cao thì chúng ta có thể rút ngắn được thời gian của cái môi trường nước giai đoạn 2, giai đoạn 3 để đạt được cái mục tiêu như tôi nói là trong năm 2020 hoặc là một vài năm sau đó chúng ta có được một cái hệ thống kênh rạch phía thành phố được xử lý hoàn chỉnh và chúng ta có được một cái màu xanh trở lại, một cái linh hồn trên bến dưới thuyền của thành phố chúng ta. Vâng, xin cảm ơn ông.